Thưa quý vị, ngày 19 tháng 9 vừa qua, truyền thông có đưa tin là Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương cùng với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tài nguyên Môi trường và Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Pacific Crystal, một liên doanh đầu tư nước ngoài, đã tổ chức buổi họp báo về việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại xã Lai Vu do nhà máy của Pacific Crystal gây ra. Chuyện người dân căng lều trước cổng công ty để ngăn cản nhân viên đến làm việc cũng được đề cập đến. Ông Nguyễn Hồng Sơn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương nói rằng tỉnh sẽ tiến hành giải tỏa lều bạt của người dân và xử lý những thành phần bị cho là quá khích, vi phạm pháp luật. Một người dân địa phương nói với chúng tôi rằng hiện tại người dân vẫn tiếp tục căng lều ngoài cổng, trông cả ngày và đêm, không cho công ty hoạt động. Cơ quan chức năng liên tục vận động người dân tháo gỡ lều để nhân viên đi làm. Đã hiện cái tính nó vẫn đe là các cô là mà nó vẫn là lều trái phép, vẫn phải tháo dỡ, nhưng các cô vẫn trông, vẫn không cho làm. Nhân dân các cô bảo là quyết tâm là giữ không cho nó hoạt động đấy, còn không biết là lo có cho các cơ quan lực lượng như nó về đông thì nó ép các cô nào, chứ còn nếu mà bình thường như này là các cô không cho hoạt động, các cô vẫn giữ mà. Còn không biết là một vài ngày nữa có khả năng này nó hôm nay nó lại đọc loa đấy, nhưng mà một hành vài ngày nữa không biết nó có cho quân nữa không, nhưng mà các cô vẫn trông, cắt cử nhau vẫn trong ngày trong đêm mà. Theo người dân này thì chính quyền thuyết phục dân tạm thời cho công ty hoạt động 50%, rồi đến khi nào hoàn tất hệ thống xử lý thải thì hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên người dân không đồng tình với đề nghị như thế. Mà các cô cũng không tin, từ trước giờ đọc nói dối, đọc đánh lừa đi, không tin, các cô không vẫn quyết tâm giữ. Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo công ty Pacific Crystal đã cam kết là sẽ không để tái diễn tình trạng ô nhiễm và nói rằng công ty đang xây công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sáng ngày 21 tháng 9, IFA đã liên hệ với tập đoàn Pacific Textiles có trụ sở tại Hồng Kông. Đây là công ty chủ quản của Pacific Crystal. Thư ký tổng giám đốc là ông Simon Chow xác nhận với chúng tôi về tình trạng công ty gây ra ô nhiễm môi trường khiến người dân căng lều phản đối. Ông nói thêm. Hiện tại chúng tôi chưa có thêm thông tin gì. Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương trong một thời gian rất dài để giải quyết vấn đề. Hiện chúng tôi chưa có dự tính cụ thể nào cho tương lai. Tuy nhiên, tôi nghĩ cách tốt nhất là phối hợp và trông cậy vào sự giúp đỡ của chính quyền. Sau khi liên lạc với đại diện của Pacific Textiles, chúng tôi tiếp tục gọi cho ông Bùi Đỗ Đạt là phó chủ tịch xã Lai Vu và được ông cho biết. Cái này thì tại thời điểm này thì bọn anh đang là tổ chức họp để có những cái biện pháp giải quyết cho nó dứt điểm. Thế nên tại thời điểm này anh đang họp trong một cái hội nghị, nên em thông cảm, lúc khác điện lại nhé. Trước đó, ông Đạt từng xác nhận với chúng tôi về việc người dân phát hiện ra công ty gây ra ô nhiễm và họ đã căng lều bạt để phản đối. Ông cũng chia sẻ khó khăn mà cơ quan chức năng phải đối mặt liên quan đến vấn đề bồi thường. Thực ra mà nói về cái đền bù thì nó phải là có cái cụ thể vào ông A, ông B về tài sản nọ, tài sản kia. Thế nhưng bây giờ ở đây thì nó chưa, nó là cái chung của cái môi trường về cái nước ở cái khu vực đó thôi, hoặc là nó thải ra ngoài sông thôi, chứ còn bây giờ nó không có, tức là cái chủ thể mà bị coi như là thiệt hại do gây nhiễm, cho nên người ta không thể căn cứ vào đâu mà người ta bồi thường được. Chính quyền địa phương xác nhận trong buổi họp báo là công ty này đã bị phạt số tiền là 672 triệu đồng vào ngày 25 tháng Giêng năm 2017. Và đến tháng 4 năm 2017, công ty này chậm hoàn thiện hồ sơ nên tiếp tục bị phạt 340 triệu đồng. Người dân chúng tôi có dịp được tiếp xúc nói rằng kể cả nếu chính quyền tới ép buộc họ phải giải tỏa lều bạt thì họ vẫn quyết tâm giữ lều đến cùng cho tới khi nào công ty này phải cuốn chiếu đi khỏi địa phương. Bọn cô quyết tâm bổ là chiến đấu, nhất là đổ máu các cô vẫn giữ đấy, còn không biết là rồi tình hình ra sao thì cũng chưa biết, nhưng mà nhân dân là quyết tâm đấy. Cô cũng cho biết thêm là người dân địa phương từng cùng nhau lên Bộ Tài nguyên và Môi trường để cầu cứu và được hứa là sẽ giải quyết. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy có sự thay đổi gì. Khi được hỏi là người dân mong muốn điều gì vào lúc này, cô cho biết. Nhân dân mong muốn là bây giờ làm sao nhà nước người ta có
và giải quyết cho các cô cho xong đi, chứ cứ để trong ngày này cũng mất nhiều thời gian lắm, để cho hoạt động thì không yên tâm một tí gì. Nó xả trực tiếp ra môi trường mà tinh hóa chất ra đến cái khu ấy là người kinh lắm, không thể chịu được. Pacific Crystal là công ty vốn đầu tư nước ngoài có tổng đầu tư 180 triệu đô la, liên doanh giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Pacific Holdings với tập đoàn may mặc Crystal của Hồng Kông, khởi sự hoạt động từ năm 2015 ở Hải Dương, chuyên sản xuất và cung cấp hàng cho một số công ty hàng hiệu trên thế giới, trong đó có tập đoàn bán lẻ Uniqlo của Nhật. Kính mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký theo dõi ngay bên cạnh để nhận được cập nhật về tất cả các bản tin và phóng sự tại kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi các video của chúng tôi trên các phương tiện mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!